Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần nhà mình có một món ăn rất là nhiều rau xanh nhà mình trồng. Thì những cái loại rau này nè, mình ăn vô rất là mát, nó có nhiều cái vị khác nhau, một loại thì chua, loại thì chát, và có nhiều loại nó có mùi thơm, ăn rất là hấp dẫn. Thì dưa leo cũng nhà mình trồng luôn, không có cái loại nào mà phải mua ở ngoài hết á. Cái rổ rau này thì nhà mình là khoảng 10 người, ăn thì là không có hết nha, ăn được nửa rổ thôi. Nhưng mà mỗi lần hái thì thường là hái dư như vậy đó. Thì mình sẽ làm cái món đó mà nhà mình hay ăn đúng đó. Hôm nay thì nhà mình có cái thịt đồng heo thì luộc chín rồi, thì sẽ là sắc nhuyễn, sau đó là trộn với thính, rồi làm cái nước mắm nêm và chấm ăn. Cả gia đình mình ăn quây quần bên nhau. Thính thì mẹ mình tự làm nè, gan nếp ha, và xay nhuyễn rất là thơm á các bạn. Cuối tuần thì nhà mình tụ tập ăn uống như vậy, nhưng mà cũng làm món đơn giản thôi, vì cuối tuần ngoài cái thời gian ăn thì mình còn dọn dẹp nữa đó, cho nên cũng không có bày vẽ những cái món mà nó cầu kỳ mà nó tốn nhiều thời gian, đơn giản thôi. Và nhà mình ăn thì cũng rất là gọn á, chủ yếu là mọi người trong gia đình có một khoảng thời gian mà dùng bữa rồi chia sẻ những cái điều trong cuộc sống với nhau. Gia đình nào cũng vậy, thì có những khoảng thời gian mà rất là đẹp, thì ai cũng nhớ về đó, là những cái khoảng thời gian mà có đủ các thành viên trong gia đình ha. Tuy rằng là người lớn người nhỏ nhiều thế hệ sống chung thì có thể cũng có những lúc nó không có được vui vẻ, nhưng mà nhìn chung là nó rất là hạnh phúc ấm áp và tạo ra những kỷ niệm đẹp cho những cái bạn nhỏ trong gia đình. Sau này khi mình nhớ về thì mình sẽ cảm thấy là rất là quý trọng những giây phút này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video của mình nha. Cảm ơn các bạn. Và mình mong là nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký